Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Góc nhìn ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, Hà Nội đang sống trong không khí hào hùng của ngày kỷ niệm 66 năm giải phóng thủ đô. 66 năm đã đi qua, cùng với một Hà Nội vẫn lưu giữ được những hình ảnh quen thuộc với nhiều người là một Hà Nội của một nhịp sống đô thị hiện đại, đã và đang khoác lên mình một chiếc áo mới với diện mạo mới và những bước đi tiến dài, những thay đổi ngoạn mục. Và một trong những thành tựu đó phải kể đến đó là quy hoạch giao thông thông minh trong bức tranh tổng thể về đô thị của Hà Nội. Với kế hoạch xây dựng 9 tuyến đường sắt kết nối, vậy làm thế nào để triển khai được đúng tiến độ, phát huy được hiệu quả đồng bộ của thể loại hình này? Chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay đó là kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng để cùng trao đổi về nội dung này. Vâng, rất cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa vị khách mời, thưa quý vị và các bạn, để có thể hình dung được sơ bộ 9 tuyến đường sắt của Hà Nội, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh sau đây. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt tại quyết định số 1259 của Thủ tướng Chính phủ năm 2011. Mạng lưới đường sắt đô thị gồm 8 tuyến với tổng chiều dài trên 318 km. Tuyến số 1, Ngọc Hồi, Yên Viên, Như Quỳnh, chiều dài trên 38 km. Tuyến số 2 là Nội Bài, trung tâm thành phố, Thượng Đình, chiều dài trên 35 km, kết nối với tuyến 2A là Cát Linh, Hà Đông. Tuyến số 3 là Nhổn, Ga Hà Nội, Hoàng Mai, chiều dài trên 21 km. Tuyến số 4 là Đông Anh, Sài Đồng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Từ Liêm, Thượng Cát, Mê Linh. Tuyến số 5 là Nam Hồ Tây, Ngọc Khánh, Láng, Hòa Lạc, chiều dài trên 34 km. Tuyến số 6 là Nội Bài, khu đô thị mới phía Tây Ngọc Hồi, kết nối với tuyến số 4 tại Cổ Nhuế và tuyến số 7 tại Dương Nội với chiều dài 43 km. Tuyến số 7 là Mê Linh, đô thị mới phía Tây Nhổn, Vân Canh, Dương Nội, chiều dài khoảng 35 km. Tuyến số 8 là Cổ Nhuế, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Bát Tràng, Dương Xá, chiều dài khoảng 28 km. Hiện nay, Chính phủ đã giao cho Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng 4 tuyến. Dạ thưa ông, có thể là sơ bộ mà chúng ta đã nhìn thấy những hình ảnh như chúng tôi vừa trình bày thì ông có thể cho biết là không hiểu trên cơ sở nào mà Hà Nội lại đề ra quy hoạch của 9 tuyến đường sắt như chúng tôi vừa đề cập ạ? Như chúng ta đã thấy, đấy là 9 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội. Là một những hình ảnh mà những người làm công tác quy hoạch đô thị như chúng tôi và nhân dân cả nước rất mong đợi, và đặc biệt là nhân dân thủ đô Hà Nội. Dựa trên những cơ sở nào để chúng ta có 9 cái tuyến đấy? Đấy là một trong những cơ sở rất khoa học. Theo tôi, thứ nhất phải dựa trên cái quy hoạch của thủ đô Hà Nội mà đã được mở rộng năm 2008. Như vậy là Hà Nội chúng ta mở rộng đến 3.344 km. Vâng. Và như vậy có nghĩa là với cái diện tích lớn như thế thì tư vấn của chúng ta đã có cái nghiên cứu quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Và trên cơ sở đấy có nghĩa là chúng ta đã có một cái hệ thống giao thông, một hệ thống rường cột về giao thông đô thị của Hà Nội là đường Hướng Tâm, đường Vành Đai để kết nối giữa phía Bắc, phía Nam của thủ đô Hà Nội, kết nối giữa sân bay Nội Bài với thủ đô Hà Nội và tất cả những tuyến giao thông khác. Thế thì phải dựa vào cái quy hoạch đã có, dựa vào cái hệ thống giao thông mà chúng ta đã vạch ra sẵn. Để trên cơ sở đó thì chúng ta phải đưa ra 9 cái tuyến đường sắt đô thị để kết nối lại với nhau. Với các thành phố lớn như thủ đô Hà Nội, chúng ta gọi có thể là một đại đô thị rồi. Vì cũng trên 7-8 triệu dân và trong quy hoạch của chúng ta là trên 10 triệu dân. Và như vậy là nó là những đô thị lớn thế giới thì chúng ta phải có cái lệnh về giao thông đường sắt hay là gọi là metro. Chúng ta làm như thế bây giờ đối với Hà Nội là quá muộn. Thế nhưng mà trên cơ sở là cái hệ thống quy hoạch mà chúng ta đã có thì chúng ta phải có cái tính toán làm thế nào đấy cái 9 cái tuyến đường sắt đô thị đấy phải kết nối với nhau, cũng tạo nên cái đường Vành Đai và tạo được đường Hướng Tâm. Nhưng tuyến 1, tuyến 2 cho đến tuyến 9 là có sự liên kết với nhau. Và tất cả sự liên kết đấy, cái mối liên kết đấy thì phải rơi vào những vị trí, có nghĩa là tập trung vào những khu vực là đông dân nhất, dân cư đông đúc nhất. Cái thứ hai là ở đấy là những khu vực để những cái bến xe, những khu vực mà chuyển làn, chuyển cho hành khách đi từ metro qua những hệ thống giao thông khác. Bởi vì đối với một thành phố lớn như thế thì các loại hình giao thông của chúng ta là rất là phong phú. Từ BRT, từ giao thông ô tô bus, từ xe taxi cho đến loại hình giao thông khác nữa. Thì chúng ta phải kết nối với metro, tạo
điều kiện tốt nhất cho người dân có thể tham gia giao thông tốt được. Thì đấy là cái nội dung mà tôi muốn trao đổi với phóng viên. À dạ vâng, với chủ đề ngày hôm nay đó là Metro để hướng tới giao thông thông minh. Vậy thì ông có thể phân tích những cái ưu điểm của cái loại hình đường sắt đô thị như thế này, mà đặc biệt khi mà áp dụng cho một cái đô thị chật chội như của Hà Nội trong khu vực lõi, bên cạnh đó là cái tốc độ đô thị hóa ở khu vực ngoại thành hiện tại bây giờ cũng đang ở mức độ cao. Đây là một vấn đề rất là khó khăn. Như chúng ta biết là thủ đô Hà Nội chúng ta đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh. Và chúng ta lại có, trong quy hoạch thì chúng ta có khu đô thị lịch sử, có nghĩa là phố cổ, khu phố cũ và bốn quận nội thành chúng ta gọi là khu đô thị lịch sử. Và quá trình đô thị hóa thì đi vào cái khu vực phát triển tiếp, rồi chúng ta có 6 đô thị vệ tinh, có 3 đô thị sinh thái. Và như vậy là với cái việc phát triển đó thì chúng ta phải kết nối được các đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái và kết nối với sân bay, kết nối với tất cả cái hệ thống giao thông để đi ra những cái đô thị ngoại thành. Điều đấy là cái điều rất quan trọng để trong quá trình làm ấy, thì chúng ta phải xem là giữa trong nội đô thì chúng ta phải làm hệ thống metro như thế nào, bên ngoài nội đô là như thế nào. Thì trong quá trình nghiên cứu thì chúng ta đã tính toán được vấn đề là nếu đi vào trong khu nội đô lịch sử, rõ ràng metro phải đi ngầm dưới đất. Và phía bên ngoài, khi mà điều kiện phát triển những đô thị mà chúng ta đang xây dựng và có điều kiện để chúng ta nghiên cứu cái hệ thống đường kết hợp với lại đường cao tốc và những đường đại lộ lớn thì chúng ta có thể đưa metro là đường sắt có thể đi trên mặt đất, còn đi vào trong nội thành thành phố thì đi ngầm. Những vấn đề đấy là một trong những vấn đề mà theo chúng tôi là chúng ta làm những nội dung như này vào thời điểm này là rất là khó khăn. Tuy nhiên sự khó khăn đó chúng ta phải tính toán rất là kỹ. Cái thứ hai là chúng ta phải tính toán cái hiện trạng đô thị để chúng ta vạch cái tuyến như thế nào cho phù hợp. Theo quy hoạch là có 9 tuyến và cái hình hài của một vài tuyến thôi thì cũng mới sơ bộ được hình thành. Nhưng mà cái câu chuyện về chậm tiến độ hay đội vốn thì vẫn được nhiều người nói đến. Vậy thì theo ông, trong cái bài toán về mặt quy hoạch, chúng ta làm thế nào để có thể thực hiện được đúng quy hoạch các cái tuyến đó mà hạn chế nhất cái sự điều chỉnh? Đây là một câu hỏi khó. Bởi vì thực ra thì Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là lần đầu tiên chúng ta làm hệ thống đô thị, hệ thống đường sắt đô thị. Mà đường sắt đô thị thì hết sức phức tạp và lại khó khăn về mặt kỹ thuật. Khó khăn ngay cả cái chuyện mà chúng ta vạch tuyến và kết nối những cái tuyến với nhau cũng đã là khó khăn rồi. Nhưng vấn đề thứ hai là đây là vấn đề kỹ thuật của đường sắt đô thị thì có chỗ đội ngầm, chỗ đội trên cao. Thì chỗ nào là chỗ ngầm, chỗ nào trên cao. Nên cái điểm ngầm và điểm bắt đầu lên trên của mặt đất mà lại kết nối được với tất cả những cái tuyến đường sắt khác nữa, rồi lại kết nối với hệ thống giao thông khác nữa, đấy là vấn đề mà theo tôi là hết sức nan giải. Chính vì vậy là mặc dầu là chúng ta mới bắt đầu xây dựng thôi, những cái tuyến đường sắt số 1, số tuyến Hà Đông, tuyến Nhổn chẳng hạn, thì chúng ta đã bắt đầu rồi, đã làm rồi. Có tuyến làm hơn 10 năm rồi vẫn chưa đi được. Những cái đấy thì tôi nghĩ là do sự lúng túng chúng ta ngay từ đầu, lúng túng về mặt tư vấn là chọn tuyến rồi vẽ tuyến. Vấn đề thứ hai là chọn thầu, chọn đấu thầu về vật tư máy móc thiết bị. Bởi vì không chỉ đơn giản là chúng ta còn nhập đường ray, nhập tàu, rồi các thiết bị chạy tàu, rồi là quản lý nó như thế nào nữa. Và cái đội ngũ để thi công toàn bộ cái đấy cũng là lần đầu tiên chúng ta làm. Do đó cho nên là đấy là một trong những vấn đề rất là khó khăn. Mà những cái năm đầu mà chúng ta đang làm thì như vậy là vừa là khó khăn của cái việc mới triển khai, nhưng mà vấn đề khó khăn nhất là vấn đề vốn, như chị đã nói. Vì vốn của những công trình này không chỉ là một vài trăm triệu đô, có khi là gần 1 tỷ đô và có những công trình còn hơn tỷ đô, nhiều tỷ đô. Do đó cho nên là đây là vấn đề vốn rất lớn. Mà vốn được lớn thì nhà đầu tư hay là tư vấn thiết kế thì ngay đầu tiên tổng vốn đầu tư thì cũng có thể chưa tính toán hết được. Nhưng mà trong quá trình thực tiễn mà khi chúng ta bắt đầu vào cuộc thì vốn nó cứ đội dần lên. Do là giải phóng mặt bằng, do là khó khăn trong quá trình thiết kế và quá trình mà chúng ta đấu thầu các thiết bị về chẳng hạn. Và nhiều vấn đề mà chúng ta không làm chủ được. Vì thế cho nên là tôi thấy là cái việc mà đội vốn cho những công trình đường sắt như này làm người dân rất là bức xúc. Bởi vì chúng ta đã không tính toán ngay từ đầu và chúng ta thiếu những cái dự báo, thiếu những cơ sở khoa học mà chúng ta đưa vào làm thế nào để thấy được tổng thể của nó để chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách nó chủ động hơn.
Thì tôi nghĩ đấy là những vấn đề mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm cho những cái tuyến đường sắt mà chúng ta sẽ vào cuộc. À, dạ vâng, nghĩa là chúng ta thì không phải là từ thực tế của một vài tuyến mà đang chậm tiến độ mà chúng ta lại dừng lại, bởi vì rõ ràng là loại hình này là một trong những cái loại hình mà rất nhiều nước trên thế giới hiện tại đang áp dụng và rõ ràng đang phát huy hiệu quả trên cái mô hình cũng như là hướng tới về giao thông thông minh. Vâng, thưa khách mời, thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này thì có 37 trên 40 thành phố lớn nhất thế giới, tức là có khoảng trên 6,5 triệu dân đang sử dụng hiệu quả của hệ thống tàu đô thị là metro là phương tiện đi lại chủ yếu, và nhiều thành phố nhỏ nhưng đã phát triển cũng đã xây dựng metro như là Brescia của Ý hay là Rennes của Pháp hay là Lausanne của Thụy Sĩ. Và hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang có những kế hoạch xây dựng metro nhằm đáp ứng theo sự phát triển của kinh tế xã hội thành phố cũng như là bắt kịp với những thành phố khác trên thế giới. Và chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh sau đây để tìm hiểu về một dự án hiện tại đang trở thành hình hài hiện hữu giữa thủ đô Hà Nội. Để thực hiện được 4 ga ngầm của tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nhổn ga Hà Nội sẽ phải sử dụng máy đào hầm TBM hay còn được gọi là robot như thế này. Chúng tôi có những công nghệ mới, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ thích ứng, xây dựng nhà ga theo đúng dự án mà chúng tôi đã đề ra. Bạn biết không, ví dụ ở Paris, Pháp, chúng tôi đã xây dựng ga ngầm metro hơn 100 năm, và thời điểm đó chúng tôi đâu có công nghệ. Nhưng chúng tôi vẫn xây dựng được nhà ga ngay gần với các địa điểm như bảo tàng lịch sử. Và giờ, chúng tôi đang có những công nghệ mới nhất đem tới thi công ga ngầm tại Việt Nam. Công nghệ này cũng sẽ được sử dụng để thực hiện đào ga ngầm C9 của tuyến số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo, khi ga được thiết kế ở khu vực sát Hồ Gươm. Còn ga ngầm S9 của tuyến số 3 đã hoàn thiện tầng trung chuyển và có độ sâu 19 mét dưới lòng đất để chuẩn bị đưa robot vào đào hầm vào cuối năm nay. Với đặc điểm nhiều ga ngầm của các tuyến metro đi qua khu vực nội đô Hà Nội, với các điểm di tích lịch sử, nên chỉ khi sử dụng công nghệ này thì mới có thể thực hiện được tiến độ thi công các ga ngầm. Chúng ta kết nối giữa hai nhà ga bằng cái máy đào TBM này, nó đi hoàn toàn trong lòng đất. Và trên mặt đất là không hề, có thể là không hề hay biết là có hoạt động bên dưới. Và cái phương pháp đào TBM này nó có đặc điểm là chúng ta vừa tiến hành đào đất, và sau đó là đào tới đâu, đi được một đoạn là lắp cái vỏ hầm luôn. Như vậy là trong suốt cái đoạn hầm mà cái máy đào đi qua thì là luôn luôn có cái vỏ hầm nó chống đỡ là ở trong lòng đất, khiến cho cái việc sụt lún ở bên trên xuống rất là thấp, rất là ít. Tuyến metro Nhổn ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km với 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Nếu các ga ngầm đòi hỏi về công nghệ hiện đại thì ở các ga trên cao cũng khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng. Kể cả đến thời điểm này vẫn còn những công trình xây dựng là chướng ngại vật mà chủ đầu tư phải nỗ lực giải quyết mới có thể bàn ra mặt bằng sạch cho nhà thầu. Là dự án đường sắt thí điểm đầu tiên của thủ đô được triển khai, do vậy quá trình triển khai gặp không ít khó khăn mà vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nhưng đây cũng sẽ là bài học quý được đúc rút để cho việc triển khai các tuyến metro còn lại. Với cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã được tích lũy trong thời gian thực hiện cái dự án đầu tiên này thì các dự án các cái tuyến đường sắt đô thị sau thì sẽ được triển khai một cách bài bản, đúng tiến độ, đúng chất lượng và đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo thành phố cũng như đáp ứng được kỳ vọng của người dân về việc các tuyến đường sắt đô thị sẽ tháo gỡ các khó khăn cho thành phố, ách tắc giao thông, phân bố lại mật độ dân cư và đặc biệt là tạo cho người dân một cái văn hóa sử dụng cái giao thông công cộng. Cho đến thời điểm này, ngoài tuyến đường sắt trên cao là Cát Linh Hà Đông đang hoàn thiện 99% nhưng chưa có ngày vận hành, thì chỉ mới có duy nhất một tuyến metro đã trở thành hình hài hiện hữu là đoạn Nhổn ga Hà Nội. Hiện các đoàn tàu đang trên đường về tới thủ đô và dự kiến đầu tháng 11 sẽ trưng bày tại điểm dừng chân tại Nhổn. Thưa ông, có thể nói rằng là những cái hình ảnh sơ bộ chúng tôi vừa gửi tới ông đó là những hình ảnh về tuyến đường sắt số 3, đoạn Nhổn ga Hà Nội đã có lẽ là phần nào cũng cho người dân đang nhìn thấy những cái sản phẩm không phải là trong mơ nữa. Đó là những hình ảnh metro đang dần dần hiện hữu. Vậy ông đánh giá thế nào về cái tuyến, cái việc quy hoạch cũng như là việc thực hiện tuyến số 3, đoạn Nhổn ga Hà Nội ạ? Qua hình ảnh ấy thì phải nói thật là tôi cũng vui. Bởi vì trước hết là đây là một trong những cái tuyến metro mà chúng ta đang thực hiện ấy, khá là đúng tiến độ. Cái thứ hai là phải nói là người dân ấy cảm nhận được cái tuyến này là có một cái gì đấy về hình thức kiến trúc là nó đẹp hơn cái tuyến Hà Đông, Hà Nội. Từ cái cột của nó được thi công trau chuốt hơn, hình hài đẹp hơn. Và đặc biệt là những nhà ga ấy, trông nó hiện đại hơn.
mà nó vẫn có cái gì đấy rất Hà Nội. Tôi nghĩ là cái tuyến này phải nói là một trong những cái tuyến mà người dân đã có những sự tin yêu và cảm nhận được đấy là một những công trình về giao thông hiện đại của thủ đô trong tương lai. Hơn nữa thì tôi nghĩ là ngay trong việc thi công thì cái tuyến này mặc dù so với tiến độ thì cũng có chậm, nhưng mà cái cách làm của cái tuyến này khi thi công mặt bằng ấy, thì có vẻ có một cái gì đấy nó được tổ chức hợp lý hơn, nó không ảnh hưởng cái giao thông của người dân, và thi công đâu thì nó hoàn thiện đến đấy, nó đẹp đến đấy. Và khi mà chúng tôi hoàn thiện thì tất cả những cái mặt bằng phía bên tuyến đường được rất là sạch sẽ, thì người dân cảm nhận được là cái tuyến này được thi công là nó rất là rõ ràng, sạch đẹp, từ cái con đường của nó, từ những cái trụ cột của nó, rồi nhà ga của nó có vẻ rất là hài hòa, từ màu sắc cho hình thức. Tôi nghĩ là riêng cái đấy thôi nó đã tạo nên cái niềm tin cho người dân. Và chúng ta chỉ đợi cái đoạn đường hầm nữa, từ khu vực của khách sạn Dai U cho về ga Hà Nội nữa, để chúng ta có thể là chạy tàu. Những cái đoạn trước là cái đoạn từ Nhổn về đến đấy đã hoàn thiện rồi, và chúng ta đang nhập thiết bị về, thì tôi nghĩ rằng đấy là một trong những cái tuyến đường sắt mà người dân Hà Nội có thể tự hào được. Và tôi tin là nếu với cái việc mà chúng ta làm đúng tiến độ và chúng ta đã có những tư vấn thỏa đáng và chúng ta đặt những thiết bị và chuẩn bị cho những đội ngũ chạy tàu tốt ấy, thì tôi nghĩ đây là một trong những tuyến mà tạo nên cái niềm tin cho nhân dân thủ đô. À dạ vâng, cũng chính vì thế mà chúng tôi cũng đã lựa chọn cái hình ảnh này. Ông có thể nhìn thấy trên cái mô hình của cái mô hình của đoàn tàu này, thì đó là chúng tôi cũng đã tìm hiểu và được biết rằng là đã chọn cái màu xanh này, là màu xanh của niềm tin, màu xanh lá mạ đấy. Lúc nào cũng nhìn thấy nó rất là tươi tắn. Và bên cạnh đó thì màu đỏ của quả thanh long, tức là xeo. Bên cạnh đó thì cũng có những hình ảnh, thí dụ như là những hình ảnh về như là Khuê Văn Các, hay là những hình ảnh mà để thể hiện được một phần nào đó những dấu ấn về văn hóa lịch sử đã được có thể nói là cũng đã được nghiên cứu rất kỹ và hỏi ý kiến nhân dân cũng như các chuyên gia. Và trong thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục trình Thủ tướng để kéo dài cái đoạn này, đó là từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai. Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn phải đặt ra trong câu chuyện về thực hiện quy hoạch, rõ ràng là sẽ có rất nhiều hộ dân phải chịu ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng cũng như là trong khu vực thi công dự án. Vậy thì theo ông, làm thế nào để chúng ta có thể hài hòa được yếu tố này, tức là chúng ta sẽ thực hiện được đúng tiến độ của dự án nhưng bên cạnh đó hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tới người dân trong quá trình thi công? Trước hết là nhìn hình ảnh ấy, tôi cũng cảm thấy có cái gì đấy rất là gần gũi, thân thiện. Bởi vì ngoài cái việc mà chúng ta đi tàu ra thì cái con tàu nó quan trọng lắm. Về hình thức con tàu đã được nghiên cứu một cách rất tỉ mỉ về màu sắc rồi hình thức của nó đối với cái gì đấy nó gần gũi chúng ta. Đây là một cái điểm cộng của những người mà làm công tác metro về đường sắt đô thị. Cái đấy là cái điểm tốt. Về cái hướng mà Hà Nội sẽ tiếp tục để mà kéo dài cái tuyến Nhổn ga Hà Nội về Hoàng Mai, tôi nghĩ đấy là nằm trong quy hoạch tổng thể và rõ ràng nó là một cái tuyến rất quan trọng, bởi vì cái tuyến phía Nam đi lên là quan trọng lắm. Thế thì bây giờ phải làm thế nào để hài hòa cái lợi ích chung? Thì tôi nghĩ là chắc những nhà đầu tư đã tính toán chuyện này rồi. Bởi vì như vậy là chúng ta phải xem cái tuyến đấy là tuyến đi như thế nào, nghĩa là cái sơ đồ tuyến như thế nào. Rồi cái tuyến đấy thì hành lang của bảo vệ cái tuyến như thế nào, và chúng ta phải giải tỏa ra sao. Thì chúng ta phải tính toán đến cái việc là giải tỏa và đền bù cho người dân. Và người dân phải đền bù, giải tỏa là họ đã hy sinh cái cuộc sống của người ta ở nơi cũ để nhường lại cho xã hội, thì mình phải tính toán là đền bù thế nào cho thỏa đáng. Cái thứ hai, chúng ta phải tái đầu tư lại cho dân, hay nói cách khác là có phải nhà ở xã hội cho người dân thế nào cho nó phù hợp. Thế cái đấy chúng ta tính ra mấy trăm hộ ở như thế nào, ở đâu cho phù hợp người dân, rồi tính toán đền bù như nào. Thì cái đấy theo tôi nghĩ là bài toán đầu tiên, bởi vì liên quan đến dân sinh và an sinh xã hội. Đấy là việc thứ nhất. Nhưng việc thứ hai là chúng ta phải tính toán đến là tuyến như thế này để kết nối cả cái tuyến khác nữa thì bao nhiêu ga, rồi là liên quan đến những cái việc quan trọng nữa là kết nối với tất cả hệ thống giao thông như tôi đã nói. Và như vậy là thiết bị như thế nào, tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã nói là nó phải phù hợp và đồng bộ, kể cả tiến độ thi công và vốn. Thế thì chúng ta là có rõ ràng rồi, nhưng mà vốn chuẩn bị chưa, vốn ấy ở đâu, và tất cả cái đấy đều phải có một cách rất là chủ động để chúng ta không bị đội vốn, và chúng ta cũng không bị gọi là
mất thế chủ động trong quá trình mà thi công tuyết cái tuyến đó. Tuy nhiên là nếu mà nhìn lại cái quá trình triển khai một vài cái tuyến metro tại Hà Nội thì hình như con đường đó cũng không chảy hoa hồng đâu ông ạ. Bởi vì là rõ ràng chúng tôi đã đi ghi nhận những cái khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Ngay cả những cái câu chuyện về việc đó là thực hiện các cái tuyến ga trên cao thôi, đoạn từ Cầu Giấy thôi, đã có tầm khoảng độ hơn 100 hộ dân đã không, tức là đã vi phạm vào cái hành lang mà đã được quy hoạch cái chỉ giới đường đỏ. Và rõ ràng là đấy mới chỉ là một cái đoạn rất ngắn thôi. Thế vậy mà 9 tuyến trên địa bàn thủ đô Hà Nội chắc chắn cũng sẽ còn gặp rất nhiều các khó khăn trong quá trình triển khai. Vậy thì theo ông, làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế nhất, cần có một cái sự quyết tâm đồng bộ như thế nào để, thí dụ như là đối với nhà thầu, họ chỉ thực hiện được cái công việc của mình khi mà bàn giao mặt bằng sạch thôi, nhưng đó là một cả câu chuyện khi mà đất đai trong khu vực nội đô đang đắt đỏ, bên cạnh đó là ảnh hưởng trực tiếp tới cái quá trình, cái cuộc sống hàng ngày của người dân. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến đó, bởi vì chúng ta biết là khi giải tỏa một con đường bình thường thôi, một con đường bình thường trên mặt đất thôi, thì chúng ta đã phải tính toán đến tất cả những cái yếu tố làm thế nào để khi giải phóng xong thì không để lại những cái miếng đất mà người dân còn lại để cuối cùng trở thành nhà siêu mỏng siêu méo như tôi đã nói. Không những nhà siêu mỏng siêu méo mà nó còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị rất là nhiều. Do đó cho nên ngay trong đường sắt, cái đường sắt thì chúng ta phải tính, đầu tiên là cái chuyện tính là cái tuyến cho nó đi đã. Cái thứ hai là cái hành lang bảo vệ của cái tuyến đó. Như vậy là cái người thiết kế đã có rõ ràng là bao nhiêu hộ dân trong cái tuyến này là nằm trong cái phạm vi đó cần phải giải tỏa. Thì thành phố đã biết sẵn rồi, ông A, ông B, bà C, chị D là phải giải tỏa. Và giải tỏa là chúng ta phải có một cái chương trình giải tỏa rất là rõ ràng, là đền bù như thế nào, đối thoại người dân như thế nào, người ta ở như thế nào. Tất cả cái việc đó là cái việc theo tôi là rất khó. Khó khăn nhất vẫn là giải tỏa đền bù. Và giải đền bù thì không thể là chúng ta chỉ nói sơ sơ là đấy có từng người hộ, mà chúng ta phải làm công việc đó, mà chúng ta phải chuẩn bị kinh phí cho đền bù đó. Chúng ta biết là ví dụ giải phóng để xây dựng sân bay Long Thành của thành phố Hồ Chí Minh, của Đồng Nai, của vùng thành phố Hồ Chí Minh, thì Quốc hội phải có một cái dự án riêng, đấy là tiền cái đền bù cho người dân, rất là lớn, rất là lớn. Thì đây cũng không thể không lớn được, thì chúng ta phải tính toán đến đấy. Tôi nghĩ cái việc này là việc của những người quản lý nhà nước, mà của ban quản lý phải làm rõ về cái chuyện đền bù cho người dân. Vì thế cho nên không chỉ một tuyến mà 9 tuyến. Thì tôi nghĩ là vấn đề chị đặt ra là rất là đúng. Mà cái quan trọng là phải giao đất thật cho nhà đầu tư, cho người thi công, người ta có thể làm được. Thưa ông, hiện tại bây giờ thì có thể nói rằng là đối với việc mà xây dựng các tuyến đường sắt metro tại Hà Nội thì cũng khó khăn, đang chồng chất khó khăn. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là có một tuyến đường sắt cũng đã đặt rất nhiều những băn khoăn đối với người dân trong thời gian vừa qua. Đó là việc tuyến, chúng ta có thể gọi tắt là tuyến 2A, Cát Linh Hà Đông. Vậy thì đâu sẽ là những bài học để chúng ta có thể rút ra từ việc triển khai tuyến đường sắt này để cho 8 tuyến còn lại? Đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã 8 lần lỗi hẹn về đích, dự án vỡ tiến độ và đội vốn từ 8.700 tỷ đồng. Lên hơn 18.000 tỷ đồng. Đã có nhiều cuộc họp, nhiều cuộc tranh luận cả ở Bộ Giao thông Vận tải, ở thành phố Hà Nội và ngay ở các diễn đàn của Quốc hội. Thế nhưng dự án này vẫn bế tắc do sự rùng rằng giữa Bộ Giao thông Vận tải và tổng thầu EPC của Trung Quốc về các điều khoản của bản hợp đồng thực hiện dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Điều làm người dân mất niềm tin chính là dự án nhiều sai phạm nhưng đến giờ này vẫn không có ai phải chịu trách nhiệm. Thiếu một cái phân công trách nhiệm và quyền hạn của các cấp đối với những dự án lớn như thế này. Khi mà đã có những cái sai phạm chúng ta phát hiện ra từ do thầu thì ở đây phải có sự vào cuộc, trước hết là của các cái đơn vị mà chịu trách nhiệm đã, sau đó là của bộ chủ quản. Cái hợp đồng đã ký rồi và chúng ta phải chạy theo họ. Đây là một cái bài học xương máu. Cho nên theo tôi là phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tham mưu và trách nhiệm của người ký kết hợp đồng liên doanh này. Bài học được rút ra để không có những dự án tương tự là cần phải chặt chẽ hơn nữa từ việc đàm phán, chọn đối tác để ký kết vay vốn ODA, chọn nhà thầu, chọn công nghệ cho đến giám sát thực hiện và xử lý nghiêm những sai phạm. Trong khi đó sẽ cần thêm thời gian để khắc phục hậu quả từ việc chậm tiến độ của đường sắt Cát Linh Hà Đông, nhất là việc vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội bị chứng lại. Ta lại phụ thuộc rất là nhiều vào hệ thống cơ sở tầng sẵn có, và cái sự sẵn có đấy ngay bản thân dành cho giao thông chung của thành phố thì nó đã
đã thiếu hơn so với cái yêu cầu, thiếu hụt so với yêu cầu rất nhiều. Nên cái việc mà ưu tiên về hạ tầng dành cho xe buýt lại càng trở nên khó khăn. Đặc biệt là cái vấn đề giao thông trung chuyển và giao thông tiếp cận đến cái điểm dừng đỗ, thì đây là những khâu mà hiện nay chúng ta đang còn rất yếu. Nếu dự án Cát Linh Hà Đông tiếp tục lỡ hẹn, chưa biết tới khi nào, mạng lưới vận tải hành khách đô thị mới có thể được kết nối theo đúng quy hoạch luồng, tuyến giữa tàu điện với xe buýt, giữa tuyến tàu điện này với tuyến tàu điện kia. Câu chuyện chậm tiến độ và đội vốn dù không muốn nói đến nhưng mà vẫn là một vấn đề thẳng thắn chúng ta phải nhìn nhận khi mà triển khai các cái tuyến metro tại thủ đô Hà Nội. Vậy thì theo ông, vấn đề sâu sắc nhất chúng ta cần phải rút ra để từ cái câu chuyện của Cát Linh Hà Đông tuyến 2A để không có những cái tuyến 2A tiếp theo nữa. Và đấy là một cái ví dụ mà người dân đang có một cái sự gọi là nghi ngờ cho tất cả các tuyến khác. Và có sự mất niềm tin, mất niềm tin cho các tuyến khác. Mà điều đấy thì không sai, bởi vì không thể hơn 10 năm mà một cái tuyến đấy đã lỡ hẹn đến 8 lần. Và cái việc đó thì Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan làm chủ đầu tư ấy, thì tôi nghĩ họ cũng rất là ái ngại. Và cho đến bây giờ thì cũng không thể nói được là ngày nào chạy tàu. Tôi cũng tìm hiểu và tôi cảm thấy như thế. Thế từ đây chúng ta có nhiều cái để rút kinh nghiệm. Trước hết ở Hà Nội thì tuyến này là gần như là tuyến đầu tiên. Nó là tuyến đầu tiên. Và cái tuyến đầu tiên đấy thì ngay cái chuyện là tư vấn thiết kế cho đến nhà thầu. Và chúng ta đấu thầu rồi chúng ta ký hợp đồng vân vân. Tất cả cái nội dung đó thì báo cáo với chị là chúng ta không có kinh nghiệm. Và chúng ta đã có những thiếu sót này đến thiếu cốt sát. Sau đến công trình đội vốn rất nhiều lần và đội vốn đến mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Và phía Trung Quốc thì luôn luôn là có một cái áp lực nào đấy. Do đó cho nên là nó cứ hết khó khăn này đến khó khăn khác. Ngay cả cái chuyện mà bây giờ là đáng lẽ chỉ còn có 1% nữa là mọi việc xong có thể chạy tàu được. Thế thì 1% ấy hết năm này qua năm khác vẫn chưa đâu vào đâu cả. Theo ông, đâu sẽ là cái vấn đề để chúng ta có thể rút kinh nghiệm cho việc chúng ta triển khai 8 cái tuyến còn lại, tạo một cái sự đồng bộ và thực hiện theo đúng quy hoạch ạ? Do đó cho nên là tôi nghĩ là đây là cái gọi là khó khăn ban đầu. Hay nói cách khác là ban đầu của chúng ta thiếu kinh nghiệm trong việc ký kết hợp đồng, thiếu kinh nghiệm trong vấn đề triển khai của dự án. Do đó cho nên là như chúng ta thấy là cái đường sắt đấy nó cứ nham nhở, làm hết chỗ nọ chỗ kia, người dân đi lại thì khó khăn, rất là bức xúc. Nhưng mà họ đang thi công như thế thì mình chẳng biết làm gì được cả. Mà trông như thế thì cái đường sắt nó lên rồi xong lại chẳng thấy đẹp gì cả. Nhưng mà phải nói rằng đấy là một trong cái mà tôi nghĩ rằng là do cái quản lý của mình lúc đấy yếu kém. Kinh nghiệm đấu thầu và tất cả những kinh nghiệm cho cái việc xây dựng đường sắt coi như chưa có. Vì thế cho nên là nó đã gây ra những cái bất lợi cho công trình này. Và những tuyến đường sắt tiếp theo tôi là cần phải học tập kinh nghiệm từ đây. Hay nói cách khác là phải làm rất rõ những khó khăn, những cái việc chưa làm được của cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông để chúng ta rút kinh nghiệm từ đây để chúng ta làm tốt hơn. Cái đấy là cái quan trọng. Dù sao cũng là một bài học rất đắt giá. Dạ vâng, hy vọng là chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm từ bài học Cát Linh Hà Đông. Và đặc biệt bây giờ khi mà để có thể tuyến 2A trở vào hiện thực thì tôi vẫn nhớ rõ một cái câu nói của trưởng ban quản lý dự án cái tuyến này, đó là làm thế nào để chúng ta cũng sẽ phát huy đồng bộ được các cái tuyến còn lại. Bên cạnh đó là các cái phương tiện vận tải công cộng khác, khi chúng ta đang hướng tới giao thông thông minh thì sẽ phải hỗ trợ những cái tuyến đường sắt để đường sắt Cát Linh Hà Đông không phải trở thành một ngôi sao cô đơn. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, theo thống kê thì thời gian di chuyển khoảng 10 km ở Hà Nội là khoảng 35 đến 40 phút bằng xe máy, và nếu như chúng ta đi bằng ô tô thì có khi phải mất đến 60 và 70 phút. Và cũng quãng đường như vậy, nhưng nếu sử dụng metro, hành khách chỉ mất từ khoảng 15 đến 20 phút và tần suất chạy tàu dự kiến của metro là khoảng 6 đến 7 phút một chuyến, cũng là một lợi thế. Và giảm thiểu được phát thải nhà kính, nâng cao sức khỏe cộng đồng và mang lại sự an toàn cho hành khách cũng sẽ là những điểm sáng mà metro sẽ đem lại cho người dân khi đưa vào vận hành. Và thưa vị khách mời, có lẽ những năm 90 thì chúng ta vẫn nhớ tới những hình ảnh là đó là tàu điện leng keng tại Hà Nội. Tuy nhiên là bây giờ đối với sự phát triển của đô thị thì sẽ không còn những mô hình đó, nhưng metro sẽ là một trong những mô hình mà chúng ta sẽ hướng tới. Và hy vọng là với quy hoạch mà đã được Thủ tướng Chính phủ đề ra thì chúng ta trong một thời gian ngắn sẽ có 9 tuyến đường sắt được đưa vào vận hành. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ của vị khách mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.